bằng thủ đoạn lừa bán đá thiên thạch có tác dụng làm vỡ thủy tinh, đông cứng thủy ngân khi để gần và nổi trên mặt nước. Ba đối tượng trú tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã lừa chiếm đoạt của nạn nhân với số tiền 280 triệu đồng. Ngày 17 tháng 8, ba đối tượng này đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 23 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng nhận đơn của ông Mai Sĩ Tuấn, ngụ tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tố cáo một nhóm người ở huyện Đơn Dương chiếm đoạt của ông số tiền 280 triệu đồng thông qua giao dịch mua bán thiên thạch. Tiến hành điều tra, ngày 8 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệu tập 3 đối tượng là Ma Điền, 49 tuổi, Ma Linh, 54 tuổi và Ma Len, 29 tuổi, con gái của Ma Linh để làm việc. Các đối tượng khai nhận khoảng tháng 5 năm 2020, biết anh Võ Văn Dược ngụ Hà Nội đang tìm mua đá thiên thạch. Nhóm này giới thiệu đang sở hữu 2 viên đá quý nặng 6kg và sẽ bán với giá 900 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, các đối tượng này đã chuẩn bị mỡ bò đựng trong hộp nhựa, dán băng keo đen để ngụy trang, yêu cầu nạn nhân phải đưa tiền cúng viên đá và tiền đặt cọc. Vụ mua bán sau đó được anh Dược giao lại cho anh Tuấn là bạn cùng làm ăn chung, trực tiếp thực hiện giao dịch. Sau đó, anh Tuấn đã 10 lần chuyển tiền cọc cho nhóm đối tượng với số tiền là 280 triệu đồng. Sau khi nhận tiền cọc, nhóm lừa đảo không nghe điện thoại khi anh Tuấn yêu cầu được thử hàng. Biết bị lừa, anh Tuấn đã tố cáo sự việc đến cơ quan công an. Ngày 16 tháng 8, Công an xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ theo trình báo của một người đàn ông 34 tuổi ở ấp Cây Trơm, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, vừa bị trộm đột nhập vào nhà, trộm mất cá đắt tiền, lại còn bị kẻ trộm khủng bố bằng cách ném gạch đá vào nhà. Theo trình báo của anh Tê, tên viết tắt 34 tuổi, ngụ xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, rạng sáng ngày 27 tháng 7, một nam thanh niên được đồng bọn chở đến treo tường rào vào nhà và trộm đi một con cá cảnh loại đắt tiền của gia đình. Tiếp đó, khoảng 24 giờ ngày 14 tháng 8, camera an ninh tiếp tục ghi nhận hai nam thanh niên giống tháng trước đã quay lại trộm cá. Một thanh niên ở ngoài cảnh giới, người còn lại leo tường rào vào bên trong, tìm cách tiếp cận bể cá để trộm cắp tiếp. Do cảnh giác từ vụ mất trộm trước đó, chủ nhà đã thiết kế tấm chắn và dùng khóa để khóa bể cá. Trong lúc tên trộm đang loay hoay tìm cách thì bị chủ nhà phát hiện truy đuổi, tên trộm nhanh chân leo tường rào ra bên ngoài tẩu thoát cùng đồng bọn. Tuy nhiên khoảng một lúc sau, hai đối tượng này quay lại, một người cầm gạch đá ném thẳng vào nhà anh Tê làm bể kính. Chưa dừng lại, ngày 15 tháng 8, một nam thanh niên được đồng bọn chở đến tiếp tục cầm gạch ném vào nhà anh Tê, khiến gia đình anh vô cùng bất an. Cùng cảnh ngộ với anh Tê trong vụ việc vừa rồi, thì mới đây, một người dân ở thành phố Đà Nẵng đã bị hai tên trộm lẻn vào nhà, trộm đi 7 con cá koi trị giá đến 100 triệu đồng. Theo đó, Công an phường Hòa An, thành phố Đà Nẵng vừa bàn giao hồ sơ và hai nghi phạm là Đinh Minh Ta, 25 tuổi, ngụ Đà Nẵng và Biện Minh Thành, 28 tuổi, ngụ Quảng Nam, cho Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng xử lý theo thẩm quyền. Hai đối tượng này đã trộm 7 con cá koi trị giá 100 triệu đồng, sau đó hai thanh niên đem về nuôi và đăng lên mạng để bán kiếm tiền tiêu xài cá nhân. Trong đàn 7 con cá koi trộm được, Ta và Thành bán được 2 con với giá 1,5 triệu đồng. Trong lúc nuôi 5 con còn lại để chờ bán, các nghi phạm làm chết 3 con nên làm thịt 2 con rồi nướng ăn nhậu và vứt xác 1 con.